Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Thì sau một thời gian mình tạm ngưng những cái clip về bài tập Photoshop thì hôm nay mình sẽ trở lại. Và sự trở lại lần này đó chính là những cái bài tập về mùa cưới. Thì những bài tập về những bức ảnh cưới thì chúng ta sẽ có nhiều cái chủ đề để chúng ta có thể tạo những cái bài tập khác nhau để chúng ta thực hành. Thì cái bài tập đầu tiên của chúng ta đó chính là hiệu ứng mây. Thì các bạn thấy là một vài bức ảnh đó, khi chúng ta chụp ngoài biển á, không những không chỉ riêng hình cưới mà những cái hình chúng ta du lịch cũng vậy, thì đa số thì mây nó không được đẹp. Một số trường hợp thì trời có mây trắng lên thì nó đẹp hơn. Nhưng ví dụ như bức ảnh này chúng ta thấy mây nó hơi nhàm chán. Bức ảnh này cũng vậy, trời rất là xanh nhưng mà nó thiếu đi những cái áng mây á, thì là bức ảnh cho nó kém sống động hơn. Thì cái bước đầu tiên chúng ta sẽ lên Google và chúng ta sẽ tìm một vài hình ảnh về mây. Các bạn có thể chọn hình nào phù hợp và chúng ta sẽ lấy về. Ở đây mình sẽ có một cái hình mây như thế này đây, những hình mây như thế này. Chúng ta sẽ Ctrl A, Ctrl C, chúng ta bỏ vào đây, chúng ta cần Ctrl T điều chỉnh theo phù hợp. Mình giữ Shift để kéo ảnh ra. Mình có thể dùng cục gom ha, Eraser Tool. Chúng ta sẽ chọn opacity khoảng 30 để cho cái đường của chúng ta nó nhạt thôi. Đường gom nó nhạt và chúng ta sẽ xóa. Để xóa thế này. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái mode ở đây để có những bức ảnh mây nó hòa với cái nền. Thì chúng ta có thể chọn mode này chẳng hạn. Chúng ta có thể chọn mode này. Sau đó chúng ta sẽ cái lớp hình dưới chúng ta sẽ tạo cho nó có sự sắc nét hơn một chút xíu. Sẽ contrast lên chút xíu để cho cái nền hình chúng ta và những cái đám mây nó sẽ hòa quyện với nhau hơn. Đây là chúng ta dùng cách thứ nhất là chúng ta dùng gom, dùng chức năng là Eraser Tool để chúng ta hòa cái mây này vào. Rồi cách thứ hai, ví dụ như ở đây là một cái hình đi chơi đi, như hình thế này. Thì các bạn thấy là bầu trời của chúng ta không có mây. Đây tấm hình chúng ta như thế này. Bầu trời của chúng ta không có mây. Thì chúng ta sẽ thấy là cái bức ảnh của chúng ta nó không có được sống động và không có được đẹp. Vậy đó chúng ta sẽ thêm mây vào. Thì các bạn sẽ chọn ví dụ như đám mây này chẳng hạn. Cần A, cần C, cần B bát ra, cần T hiệu chỉnh lại như thế này.
Thì nếu chúng ta dùng cái công cụ Azure Tool á, cục gom á, thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng có thể được đấy, nhưng mà nó không có tự nhiên cho lắm. Thế đây những cái vùng nó không tự nhiên thì chúng ta sẽ dùng cách tiếp theo. Chúng ta sẽ ấn cái lớp mây này đi và chúng ta sẽ chọn cái lớp này. Bước tiếp theo chúng ta sẽ chọn Select Color Range. Ở đây chúng ta sẽ chọn là Highlight. Còn thấy là cái vùng, những cái vùng tối thì nó sẽ là màu đen và những cái vùng sáng nó sẽ là màu trắng. Nó chỉ có hai màu đen trắng thôi và chúng ta OK. Thì chúng ta sẽ được những cái vùng chọn như thế này. Và các bạn lưu ý những vùng chọn thế này là những vùng chọn trắng. Ví dụ khi mình Ctrl Z lên các bạn sẽ thấy là cái gì? Nó sẽ lấy vùng chọn là những cái đám mây và biển thì nó không lấy được chiếc tàu. Thì cái bước chúng ta cần là chúng ta sẽ lấy cái chiếc tàu này ra. Cái bước của chúng ta là Ctrl Shift Y ngắn để chúng ta đảo vùng chọn lại. Và chúng ta Ctrl Z các bạn sẽ thấy là sẽ lấy chiếc tàu. Và sau đó chúng ta sẽ bật cái lớp mây này lên, kéo cái lớp mây này xuống nè. Bạn thấy như thế này thì nó sẽ tự nhiên hơn. Các bạn thấy rõ ràng là khi cái bức ảnh của chúng ta có mây vào nó sẽ sống động hơn rất là nhiều. Thì đó là những cách để chúng ta đưa mây vào bức ảnh. Này ví dụ như bức hình này đi, chúng ta thử chọn cách Select Color Range nữa kìa, cũng highlight, Ctrl Shift, Ctrl Shift đi ngắn nữa kìa, Ctrl Z. Nó được lớp như thế này và chúng ta có thể bỏ ứng dụng cái cục gom này nè. Chúng ta bỏ bớt mây đi. Các bạn lưu ý, ngoài việc chọn gom, chúng ta có thể là chọn mask, là mặt nạ. Và chúng ta dùng cọ. Chúng ta cũng chọn opacity là khoảng 30. Và chúng ta chọn nét cọ mềm. Nó sẽ tô. Màu đen là chúng ta xóa ha. Màu đen là chúng ta ẩn cái mặt nạ đi. Và màu trắng là chúng ta cho hiện lại. Thay vì chúng ta dùng gom á, thì khi chúng ta chùi á, thì nó sẽ mất luôn cái vùng này. Nhưng mà khi chúng ta dùng mask á, thì chúng ta có thể phục hồi lại cái lớp chúng ta vừa xử lý. Thì tùy các bạn sử dụng thôi, thì hai cái đều như nhau. Khi chúng ta dùng gom Azure Tool thì chúng ta sẽ mất cái lớp này luôn. Khi chúng ta muốn thao tác lại thì nó sẽ không có khó thực hiện. Còn nếu các bạn muốn thao tác lại thì chúng ta có thể dùng mask và dùng cọ. Rồi, đó là bước chúng ta sẽ cho mây vào. Ví dụ như mình chọn mây này. Chúng ta sẽ dùng gom để ta xóa bớt những mảng mây mà che là thiếu rễ nè. Bạn thấy là vừa rồi là chúng ta ứng dụng để chúng ta thêm cái mây và để cho bức ảnh cưới chúng ta nó sẽ đẹp hơn, sống động hơn. Bạn hãy cân cắt cái hình này lên. Như bạn thấy là nếu không có mây thì cái hình chúng ta thì nó hơi tẻ nhạt một chút xíu, và khi có mây vào thì chúng ta thấy cái bức ảnh ta sẽ sống động hơn.
cũng như bức ảnh này chẳng hạn. Khi bạn tắt cụm mây đi thì chúng ta thấy bức ảnh hình như nó hơi kém thú vị một chút xíu, khi có mây vào thì bức ảnh ra đẹp hơn. Thì đó là cái một cái vài cái bước đơn giản là chúng ta sẽ dùng eraser tool chúng ta xử lý, hoặc là chúng ta dùng mask chẳng hạn để chúng ta xử lý những đám mây, và hoặc là chúng ta sẽ dùng select color range và chúng ta sẽ chọn là highlight để chúng ta tách những cái vùng trắng đen và để chúng ta đưa mây vào. Thì các bạn có thể làm thử bài tập này, và các bạn có thể bạn nào chưa hiểu cách thao tác làm thì chúng ta có thể comment dưới video clip này để chúng ta sẽ trao đổi, để chúng ta sẽ dễ thực hiện hơn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này.